Mến chào tất cả các con đã đến với khóa học trực tuyến Ngữ văn lớp 6, bộ sách cánh diều cùng trang web olm.vn. Các con thân mến, các con đang quan sát trên màn hình là bức ảnh chụp Hồ Gươm. Hồ Gươm hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm là một hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Đến với thủ đô, du khách trong nước cũng như du khách quốc tế không thể không đến thăm Hồ Gươm. Hồ Gươm mang trong mình một vẻ đẹp trong trẻo và rất đỗi cổ kính. Có bao giờ các con thắc mắc tên gọi Hồ Gươm hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm bắt nguồn từ đâu không? Ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm câu trả lời qua văn bản Sự tích Hồ Gươm. Để có thể khám phá văn bản này, các con cần chuẩn bị đầu tiên xem lại hướng dẫn nêu trong mục chuẩn bị ở bài thánh gióng để vận dụng đọc hiểu văn bản này thứ hai đọc trước chuyện sự tích hồ gươm hãy tưởng tượng và miêu tả nơi cất giữ thanh gươm mà rùa vàng nhận từ tay lê lợi chúng ta sẽ đọc hiểu văn bản này theo ba phần tìm hiểu chung tìm hiểu chi tiết và tổng kết ngay bây giờ các con hãy cùng cô bắt đầu đọc hiểu với phần đầu tiên đó là phần một lớn tìm hiểu chung để có thể tìm hiểu những thông tin của văn bản này trước tiên chúng ta cần phải đọc văn bản các con hãy lắng nghe cô đọc một lượt văn bản sự tích hồ gươm vào thời giặc minh đặt ách đồ hộ ở nước ta chúng coi dân ta như cỏ rác làm nhiều điều bạo ngược thiên hạ căm giận chúng đến xương tủy bấy giờ ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân nổi dậy chống lại chúng, nhưng trong buổi đầu thế lực còn non yếu nên nhiều lần nghĩa quân bị thua. Thấy vậy, Đức Long quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để họ giết giặc. Hồi ấy, ở Thanh Hóa có một người làm nghề đánh cá, tên là Lê Thận. Một đêm nọ, Thận thả lưới ở một biến vắng như thường lệ. Khi kéo lưới lên, thấy nặng nặng, Lê Thận chắc mẩm được mẻ cá to, nhưng khi thò tay vào bắt cá, chàng chỉ thấy có một thanh sắt chàng vứt luôn thanh sắt xuống nước rồi lại thả lưới ở một chỗ khác lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay thận không ngờ thanh sắt vừa rồi lại chui vào lưới mình chàng lại ném xuống sông lần thứ ba vẫn thanh sắt ấy mắc vào lưới lấy làm lạ thận đưa thanh sắt lại cạnh mồi lửa nhìn xem bỗng chàng reo lên ha ha một lưỡi gươm về sau thận gia nhập đoàn quân khởi nghĩa lam sơn chàng hăng hái gan dạ không nề nguy hiểm một hôm chủ tướng lê lợi cùng mấy người tùy tòng đến nhà thận trong túp lều tối om thành sắt hôm đó tự nhiên sáng rực lên ở xó nhà lấy làm lạ lê lợi cầm lên xem và thấy có hai chữ thuận thiên khắc sâu vào lưỡi gươm song tất cả mọi người vẫn không biết đó là báu vật một hôm, bị giặc đuổi, Lê Lợi và các tướng rút lui mỗi người một ngả. Lúc đi qua một khu rừng, Lê Lợi bỗng thấy có ánh sáng lạ trên ngọn cây đa. Ông trèo lên, mới biết đó là một cái chuôi gươm nạm ngọc, nhớ đến lưỡi gươm ở nhà Lê Thận, Lê Lợi rút lấy chuôi rắt vào lưng. Ba ngày sau, Lê Lợi gặp lại mọi người, trong đó có Lê Thận. Lê Lợi mới đem chuyện bắt được chuôi gươm kể lại cho họ nghe khi đem cha gươm vào chuôi thì vừa như in lê thận nâng gươm lên ngang đầu nói với lê lợi đây là trời có ý phó thác cho minh công làm việc lớn chúng tôi nguyện đem xương thịt của mình theo minh công cùng với thanh gươm thần này để báo đền tổ quốc từ đó nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng trong tay lê lợi thanh gươm thần tung hoành khắp các trận địa làm cho quân minh bạt vía uy thế của nghĩa quân vàng khắp nơi họ không phải trốn tránh như trước mà sông sáo đi tìm giặc. Họ không phải ăn uống khổ cực như trước nữa, đã có những kho lương mới chiếm được của giặc tiếp tế cho họ. Gầm thần mở đường cho họ, đánh tràn ra mãi, cho đến lúc không còn bóng một tên giặc nào trên đất nước. Một năm sau khi đuổi giặc Minh, một hôm, Lê Lợi bấy giờ đã làm vua, cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ tả vọng nhân dịp đó long quân sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm thần khi thuyền rồng tiến ra giữa hồ tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước theo lệnh vua thuyền đi chậm lại đứng ở mạn thuyền vua thấy lưỡi gươm thần đeo bên người tự nhiên động đậy con rùa không sợ người nhô đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền vua nó đứng nổi lên mặt nước và nói xin bệ hạ hoàn gươm lại cho long quân Vua nâng gươm hướng về phía rùa vàng, nhanh như cắt. Rùa há miệng đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước. Gươm và rùa đã chìm đầy nước, người ta vẫn còn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt hồ xanh. Từ đó, hồ tả vọng bắt đầu mang tên là hồ gươm hay hồ hoàn kiếm. Theo Nguyễn Đồng Chi, in trong sách Ngữ văn 6 tập 1, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2017. Các con thân mến, như vậy ta đã đọc xong văn bản Sự tích Hồ Gươm. Các con có thể tự mình đọc lại văn bản này. Chúng ta tìm hiểu về thể loại. Đọc văn bản, con hãy xác định cho cô thể loại của văn bản Sự tích Hồ Gươm. Rất chính xác. Sự tích Hồ Gươm thuộc thể loại truyện truyền thuyết thế nào là chuyện truyền thuyết chúng mình đã được tìm hiểu trong tiết học kiến thức ngữ văn và ở đây ta thấy rằng truyền thuyết sự tích hồ gươm là truyền thuyết địa danh giải thích nguồn gốc hình thành những vùng đất địa bàn dân cư thiêng hóa những địa danh và truyền thuyết này đã giải thích về tên gọi hồ hoàn kiếm hay còn gọi là hồ gươm chuyện truyền thuyết sự tích hồ gươm thuộc chuỗi truyền thuyết về người anh hùng lê lợi chúng ta tìm hiểu về phương thức biểu đạt chính con hãy cho cô biết chuyện sự tích hồ gươm có phương thức biểu đạt chính là gì tự sự chính là phương thức biểu đạt chính của chuyện sự tích hồ gươm chúng ta tìm hiểu về những từ khó xuất hiện trong văn bản này cụ thể như sau tùy tòng thuận thiên phó thác minh công nhuệ khí ưu thế hoàn kiếm đầu tiên các con hãy giúp cô giải nghĩa bốn từ tùy tòng thuận thiên phó thác và minh công cô mời các con trả lời câu hỏi rất chính xác tùy tòng có nghĩa là đi theo để giúp việc thuận thiên là thuận theo ý trời ở đây là tên của thanh gươm còn phó thác là tin cẩn mà giao cho minh công là từ dùng để tôn xưng người có danh vị sáng suốt trong văn bản minh công dùng để chỉ lê lợi vậy còn ba từ còn lại nhuệ khí ưu thế và hoàn kiếm có nghĩa là gì các con hãy giúp cô giải nghĩa ba từ còn lại này nhé Chúng ta hiểu nhuệ khí nghĩa là khí thế hăng hái, quả quyết. Ưu thế là thế mạnh do quyền lực tạo nên, khiến người khác e dè nể sợ. Và hoàn kiếm có nghĩa là trả lại kiếm hay còn gọi là gươm. Khi đọc văn bản này thì chúng mình có thể xác định được các sự việc chính. Các con có thể tóm tắt văn bản này theo các sự việc chính như sau. Sự việc đầu tiên, giặc minh đô hộ, nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy nhưng thất bại. Long Quân cho mượn gươm thần. Sự việc thứ hai, Lê Thận nhặt được lưỡi gươm thần rồi gia nhập đoàn quân Lam Sơn. Sự việc ba, nhờ có gươm thần, đoàn quân của Lê Lợi đánh tan giặc minh. Sự việc bốn là đất nước thanh bình, Lê Lợi lên làm vua, Long Quân sai rùa vàng đòi lại gươm. Và sự việc năm là vua Lê Lợi trả lại gươm, từ đó Hồ Tả Vọng có tên là Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm các con thân mến như vậy chúng mình đã tìm hiểu xong phần một lớn tìm hiểu chung văn bản này cô hẹn gặp lại các con trong tiết học sau để chúng mình sẽ cùng đến với phần tìm hiểu chi tiết của văn bản cô cảm ơn các con vì đã quan tâm và theo dõi